qua chạy cả ngày hay sao? Giờ nó cảm rồi. Mệt quá. Giặt đồ hả anh? Dạ đúng rồi, mà giao lộn nhà, đi giao nhà khác. Hình như là không quen đâu. Cái đầu tóc vàng khè nè, làm gì ở đây nữa vậy hả? Muốn ăn đào nữa đúng không hả? Ủa, quen hả? Không chị, em bữa nay là em trưởng thành hơn bữa hôm kia rồi, cho nên á là em tới đây em muốn hỏi thăm cái làm gì liền à. Hỏi cái gì mà hỏi? Dạ em muốn hỏi là bữa giờ có ai tới nhà chị hỏi về cái vấn đề nhà đất không? Không có ai hỏi tới chuyện kỳ cục gì hết trơn á. Đã nói là không bán rồi, xanh liền bây giờ, không hiểu tiếng Việt hả? Em hiểu, em không phải là hỏi chuyện mua bán, mà em hỏi là cái người mà tới đây để hỏi chuyện mua bán. Không. Không hả? Ngoài anh ra là không có ai tới đây hỏi chuyện kỳ cục đó hết á. Bây giờ có đi không? Dạ, đi mà. Trời ơi, cái ông idol đâu rồi không biết nữa. Giờ không biết kiếm ông đâu. Kiếp trước cô là đà điểu hay sao vậy? Chạy bộ thôi mà, có cần phải hăng hay chạy nhanh vậy không? Biết vậy, sáng tôi ở nhà tôi ngủ cho khỏe. Người gì đâu mà yếu ớt quá à. Sáng sớm phải ra đường coi như vận động cho nó tinh thông đầu óc, người nó khỏe mạnh chứ nằm ở trong nhà ù lì rồi sao? Cậu là ai vậy? Em nè. Tôi không có biết cậu. Ai vậy? Cò đất. Lần trước tới hỏi bị tôi quýnh lần rồi. Giờ tới chị nữa? Hỏi nữa hả? Hả? Hỏi nữa quýnh nữa? Không, em không hỏi nữa. Em không hỏi, em đi. Lì dễ sao lì luôn. Đói bụng quá. Không biết bác Mười có nấu được cho mình ăn không ta? Tôi với anh vô nấu. Chứ ai nấu mà hầu anh. Cái ông idol này đúng là ghê thiệt. Thay đổi kế hoạch 360 độ mà không cho hàng nhỏ biết. Đột nhập vô hang cọp, bắt cọp cái, làm rễ cọp cha luôn. Công nhận cái giới cò đất này hả, là phải kêu ông bằng sư phụ. Ủa chị, bó này nhiêu vậy chị? Gì cao quá vậy? Thôi lên 5.000, thôi lên gì tới 10.000 luôn. Đến giá cũ nha. Đông. Ủa, ê, khoan, chờ em chút. Ủa đâu rồi ta? Chị biết em hả? Mẹ ơi, con đi đâu vậy? Mẹ dặn đi đứng kế mẹ, sao không đi theo mẹ vậy? Dạ. Đi người ta bắt cóc á rồi sao? Dạ con xin lỗi mẹ. Lần sau không có đi vậy nha. Dạ. Ủa, cậu nói gì? Dạ không. Chú đi con. Dạ chào chú. Đi con, đi theo mẹ nha. Đi kế theo mẹ không có được đi đâu đi lại đó, nghe chưa? Dạ. Bạn nam đứng đây mà mua đồ nè. Cô có thấy ở đâu không cô? Dạ, cảm ơn. Chị, cái anh nam mà hồi nãy đi chung mua đồ với em á, chị thấy đâu không? Thiệt luôn á. Dường như khi ta đã cùng lưu lại đến hôm nay. Đâu rồi ta? Chẳng quan trọng vì em đây. Hai người xa lạ tìm được nhau, nhưng thiệt luôn á, cái anh này không biết có đâu mà tìm.
tức ghê vậy đó. Đi cứ bỏ người ta bơ vơ hoài à. Cô, cho con hỏi đường ra bãi xe cô. Cảm ơn cô. Thiệt tình luôn. Anh biết tôi đi kiếm anh nãy giờ không? Tôi mới đi kiếm cô á. Làm gì bỏ người ta bơ vơ hoài à. Anh làm như anh là con nít không bằng á. Nãy giờ tìm vòng xỉu luôn à. Hên là tôi thông minh á. Vừa lạc một cái là tôi ra bãi xe liền. Thấy thông minh không? Thông minh quá ha. Chỉ có tôi là mờ đi kiếm anh à. Lo muốn chết. Đi kiếm tôi hả? Chứ gì nữa. Vậy là lo cho tôi. Hồi nào tôi lo cho sức khỏe của tôi nè. Thôi bây giờ nè, đi vô chợ lo mua đồ cúng đi. Vô trọng lạc nữa, có kiếm tôi nữa không? Anh mà nói là tôi kiếm cái dây thiệt tôi trói anh đi bây giờ. Lẹ lên. Tao buông nhẹ nhẹ tay thôi, có vỏ mà. Sao vậy? Nhưng không nhớ được gì hả? Tôi muốn đi ra ngoài nhiều hơn. Biết đâu khi ra ngoài có thể giúp tôi nhớ được nhiều điều hơn. Vậy cái khoảng thời gian vừa rồi ở với gia đình tôi, anh không có thấy giống như là nhớ mang máng được cái gì hay sao? Thấy ấm áp thôi. Ở gia đình cô vui lắm. Nhưng cũng không làm tôi nhớ được điều gì. Thôi, cái gì thì cũng cần phải có thời gian mà. Cũng đừng có áp lực quá làm cái gì. Ngày mai á, tôi chở anh đi chợ Tết để cho anh thấy cái không khí mà người ta rộn ràng mua bán xuân. Công nhận Tết có khác ha. Nhà nào cũng mở nhạc xuân hết trơn á. Rộn ràng dễ sợ. Làm sao vậy? Tôi biết bài này. Hình như là trong ký ức của tôi á, bài này nó buồn lắm. Khi nghe nó làm tôi cảm thấy buồn theo. Vậy thôi. Nếu mà cái này là ký ức buồn á thì cho qua đi, đừng có ráng nhớ. Trời, ở đâu mà có chuyện ký ức vui thì được nhớ, ký ức buồn là không được nhớ? Được chứ sao không. Tôi nói cho anh nghe nha, người ta là có luôn cái thời gian thanh lọc cơ thể. Vậy anh cứ coi như đây là cái khoảng thời gian mà anh thanh lọc đầu óc của anh đi. Cái nào mà vui á thì anh nhét vô, còn cái nào mà không vui thì anh lấy ra, đúng không? Quá là tiện luôn. Nè nha, tôi nói cho anh biết, tôi đây nè là có rất rất nhiều chuyện mà kiểu như là tôi muốn quên luôn khỏi nhớ. Đúng là thế gian có mình cô. Ở đâu mà có chuyện vui thì mình nhớ, buồn thì mình quên vậy? Thì ý vậy mà. Hiện tại thì tôi đã quên đi quá khứ. Trong tương lai á, nếu tôi nhớ lại quá khứ thì tôi sẽ quên đi hiện tại. Nhưng tôi sẽ không quên cô. Ủa nói tôi chi vậy? Bộ ngại hả? Má mới gì ngại.
Ý là chuyện của anh thì anh lo đi, tự nhiên nói tôi nghe làm gì? Có chắc là không ngại không? Chắc. Chắc chưa? Chắc. Chắc không? Chắc. Chính nơi em mang phép màu, nụ cười trên môi là ánh dương xua đi màn đêm u sầu. Trở về phút giây ánh mắt chạm nhau, từng chừng như chẳng thể cùng với nhau, từng chừng như ta đã đánh mất nơi thế gian để tôi vô trước á. Trả nè. Bệnh rồi đó. Không có rồi tế. Tại con mệt mệt chắc nằm nghỉ chút xíu là hết rồi tế. Con có bệnh này đi bệnh viện khám đi con. Bác Mười đừng có lo, Đào khỏe như siêu nhân vậy, không có bệnh hoạn gì đâu. Mày làm cái gì vậy hả? Có phải hôm qua gì chạy kiếm thằng Đông cả buổi mà bệnh phải không? Không phải đâu tía. Con là đứa ít bệnh từ nhỏ tới lớn, sao bữa nay tự nhiên khơi khơi là bệnh vậy? Anh hai nói là bữa nay chụp hình cho tía mà đúng không? Rồi chụp chưa? Phải ăn một sức chụp chứ. Chụp hình thôi mà phải lấy sức ghê vậy luôn á hả? Nói gì nó thèm gì cứ cho ăn đi, để không kịp con ơi. Tôi lên á. Lên đó. Ê, bị bệnh thiệt hả? Tôi không có bệnh gì hết á, đừng như nói lung tung làm tía tôi lo nữa. Hôm qua gian nắng cả ngày kiếm tôi, giờ chắc cảm rồi đúng không?
có liên quan gì tới anh đâu. Bây giờ anh để tôi ngủ là được rồi. Vậy để tôi chăm sóc cho cô nha. Để anh chăm sóc cho tôi chết sớm. Thôi anh cứ để cho tôi ngủ đi. Bình thường cô cũng coi tôi là nô tài của cô mà. Vậy hôm nay tôi tình nguyện làm nô tài luôn, được không? Đào đào cát tường. Gì trời, để tôi ngủ đi. Chăm sóc người bệnh dễ thôi mà. Ủa Đông? Dạ. Đang làm gì vậy? Dạ em đang làm trà gừng. Muốn làm trà gừng cho ai uống? Dạ cho Đạt. Cho ai? Cho em uống. Bữa nay bị gì uống trà gừng? À, bữa nay em bị em bị cảm. Xạo 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 mày xạo nè. Cảm thôi mà người đâu bình thường có nóng gì đâu mà cảm. À, thì nó chưa nóng nhưng mà nó thì nó chưa nóng nhưng mà nó bị cảm. Cảm ngộ gì? Nói thiệt đi, pha cho ai uống? Thì em nói là em pha cho em uống. Anh Sát. Gì nữa? Đừng nó có gây dị ứng gì không anh? Ủa sao kỳ vậy ta? Cái này pha cho ai uống? Nói thiệt đi. Thì nếu pha cho chú uống á là chú mới biết cơ thể chú là có dị ứng gừng hay là không. Sao hỏi tôi mấy chuyện này vậy? Em đã nói là em pha cho em uống. Thì bây giờ em mất trí nhớ rồi. Em đâu biết là em có bị dị ứng với gừng hay không. Vậy uống thử đi, uống vậy uống đi. Uống đi tôi biết dị ứng hay không nè, uống. Uống đi. Uống. Uống. Mày thấy sao? Thì anh thấy nó có mùi gừng. À trà gừng không mùi gừng chứ mùi gì? Mùi cà phê hả? Bữa nay ngộ nghịch lắm nha. Tôi đang nghi ngờ đó. Không qua mắt được tôi đâu. Em có làm gì đâu anh nghi ngờ em. Bây giờ nói thiệt tôi biết đi. Pha cho ai uống? Em pha cho em. Cho ai? Thì cho em. Cho ai? Em đã nói là cho em rồi mà. Nghi ngờ lắm. Không qua được thằng này đâu. Ai dọn dẹp sạch sẽ. Ủa sao tự nhiên nó làm tôi dọn vậy trời? Đào ơi. Đào đào. Đào ơi. Đào đào. Đào. Đào ơi. Dậy uống trà gừng nè. Xin lỗi mà. Trời ơi. Trán con nóng quá nóng luôn rồi nè Đào. Nè. Uống rồi gừng cho mau khỏe. Uống rồi không vậy? Mất công người ta pha mà nói chuyện vậy á. Để tôi tự múc uống cho rồi đi. Được không? Không có gì là không được á.
Coi chừng nóng. Sao đây để làm chứ. Nhìn làm mà thấy bực bội rồi. Vừa uống không? Hồi nãy tôi có bỏ thêm miếng đường á, cho cô dễ uống. Xì bên đây rồi tôi đưa cái ly vô bên đó mà. Nhưng mà bay qua bên đây xong mà nó cũng vô đây lại à. Sao mà vô được? Người... Cô Đào đói bụng đúng không? Để tôi kiếm đi cho ăn. Mau mau uống hết ly trà gừng. Nhanh lắm. Anh kiếm thôi gà cháo nhanh vậy. Tôi lấy trong tủ lạnh á, chắc là của chị Mai nấu. Nhìn là thấy không phải chị hai tôi nấu rồi. Bình thường chị hai tôi nấu không có bỏ tiêu. Rồi bị cay hả? Không. Ý là vẫn ăn được phải không? Ăn nhanh đi, lát tôi lên tôi dọn. Một lát nữa lúc mà ăn cơm trưa, anh đừng có nói với nhà tôi là tôi bị bệnh nha. Tại vì tôi nói với mọi người tôi đi chơi với bạn rồi. Rồi lỡ nhà cô biết rồi sao? Sao biết được, ăn cơm xong là mọi người đi ngủ. Rồi tôi có đi hay ở đâu ai biết đâu. Miễn anh đừng nói là được rồi. Thôi ăn lẹ đi, lát tôi lên tôi kiểm tra. Là cậu à? Cái gì vậy? Không, ý là em muốn nói là anh ấy không hổ danh là idol của em. Anh giỏi lắm. Giỏi cái gì? Thì đó, anh đột nhập vô trong nhà của Mười Xuân nè. Thiệt bây giờ anh nói cái gì ông cũng nghe hết. Rồi chừng nào ông mới chịu bán nhà. À, thì ra cậu tưởng tôi cũng là cò đất như cậu đúng không? Hả? Tôi nói cho cậu biết, căn nhà này không có bán. Nếu như tôi mà còn thấy cậu rình mò ở đây một lần nữa, tôi sẽ báo công an bắt cậu vì cái tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp đó. Anh Đông ơi. Anh làm gì ngoài này vậy? Bộ nãy giờ nói chuyện với ai hay sao mà tôi cứ nghe xí xô xí xào vậy? Thì cái thằng cò đất đó. Gì? Nó tới nữa hả? Ừ. Lì dễ sợ. Ê. Tôi mua thuốc cho cô nè. Cảm ơn anh vì cả ngày hôm nay đã chăm sóc tôi. Không ngờ là anh cũng giỏi giang lắm á. Tôi á là chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Nhưng mà tôi nghĩ á, tôi mà còn trí nhớ á chắc cũng là một người giỏi giang lắm. Đại loại như tôi sẽ làm quản lý hay là sếp tổng gì đó. Tôi cũng nghĩ là anh cũng phải cỡ như là chủ tịch hay tổng giám đốc gì mà kiểu quyền cao chức trọng mà tiền nhiều lắm. Đúng rồi đó. Bởi vậy bây giờ tôi cũng đang chờ ngày anh hồi phục trí nhớ để tôi hưởng sái nè. Cũng đợi nó mà coi. Cảm ơn. Trời ơi, vậy là ông Đông bị mất trí nhớ thiệt hả ta? Bây giờ mình phải làm sao đây?
ổng mất trí nhớ thì cũng đâu có liên quan gì tới mình. Như vậy thì sẽ không còn ai đè đầu cởi cổ mình ở công ty nữa. Cuối cùng thì thời của Nghiệp cũng đã tới rồi. Trăng dễ mười xuân ba đạp ba bao, trăng dễ mười xuân ba đạp ba bao.